Gì đấy? Có công ty liên kết rồi, phụ thầu này có vẻ ổn đấy. Ông Bô vừa gọi à? Tôi đi đây. À Minh này. Hả? Tôi tưởng ông có hẹn với Hà cơ mà. Xin lỗi tớ, việc quan trọng quá nhé. Bố ạ. Con. Con vào đây. Đây là Minh, con trai tôi. Vừa anh về. Là giám đốc công ty kiến trúc Rubik. Chào Anh em. Phú, giám đốc công ty Thiên Tinh. Chào anh. Anh Quốc, Chào phó em. giám đốc. Có phải bọn em đã thiết kế vườn hoa trung tâm không? Dạ đúng ạ. Tôi nghe trong giới nói khá nhiều về công ty của cậu. Dạ. Bọn em mới thành lập nên cũng chưa làm được nhiều anh ạ. Thôi. Mấy anh em cứ ở lại bàn việc với nhau nhé. Tôi có việc bận, phải về. Anh ở lại Anh thêm ở chút lại đã. thôi thôi. Cứ kể tôi. Chào Xin anh. chào. Chào anh ạ. Con cứ ở lại bàn việc với các Dạ anh vâng. nhé. Ngồi đi. Có gì không? Ê, ê, cẩn thận đấy. Dạ, em không sao. Không sao chứ. Cảm ơn. Để dắt cho, em vào đi. Anh sao rồi? Em cảm ơn anh. Minh này, Dạ. thế con thỏa thuận với bên Thiên Tinh thế nào rồi? Cũng ổn bố ạ. Ngày mai anh Phú sẽ sang công ty con để bàn chi tiết hơn. Dù là người quen của bố, bố cũng phải nhắc con cẩn thận. Những vụ thầu nhỏ bố không nói, nhưng đứng trước một số tiền lớn, người ta dễ nảy lòng tham đấy. Dạ, con hiểu ạ. Con đã tính trước chuyện đó rồi. Với lại, biết con là con của bố, chắc ông ấy sẽ không dám xử tệ đâu ạ. Minh này, Dạ. không thước nào đo được lòng người đâu con. Những vụ nhỏ thì có thể, chứ vụ lớn thì chưa chắc. Phải hết sức thận trọng đấy con ạ. Dạ, con hiểu ạ. Bố mẹ cứ yên tâm đi. Cái gì thế này? Chết rồi. Mình đã gây tội rồi. Hà. Em sao thế? Thế mà anh cứ tưởng là phải thức cả đêm ở cửa nhà em đấy. Được thế thì tốt quá. Tưởng có em nào đón đi rồi cơ mà. Em cứ hay nghĩ lung tung. Đấy là cô bé bán hàng ở quán Bulova ấy mà. Lạ thật. Không hiểu sao cái loại gái đứng bàn đấy mà anh cũng quen được nhờ. Em có được xúc phạm cô ấy? Thì đã làm sao nào? Chẳng qua nó chỉ là một đứa con gái bán hàng vớ vẩn. Em bắt đầu quá đáng rồi đấy. Tôi biết ngay mà. Bất kỳ một đứa con gái vớ vẩn nào, anh cũng đều coi trọng hơn tôi. Em im đi. Anh đi đi.
Alo. Công việc làm của chú anh Cú thế nào? Công việc cũng khá nhẹ nhàng. Anh Cú còn hứa sẽ cất nhắc em làm giám đốc điều hành đấy. À, thế hả? Mà anh hơi xứng đáng quá chứ. Thế là sắp 4 năm học rồi. Em có muốn ở lại trường không? Dạ, có lẽ không thể. Em muốn đi ra nước ngoài để du học và mở mang kiến thức. Vậy là tôi không có cơ hội gặp em nhiều nữa rồi. Đúng không? Tôi phải chăm chỉ với quán mới gặp được em. Sao thầy lại nói ngược như thế? Học trò phải đi tìm thầy giáo chứ. Tâm này. Dạ. Bây giờ tôi không còn dạy em nữa. Em vẫn gọi tôi là thầy à? Tâm đừng gọi tôi là thầy nữa. Nhưng mà em... Tôi biết. Em rất khó chịu khi đứng cạnh tôi thế nào. Không mà thầy. Thầy đừng nói thế. Em... Em rất quý thầy mà. Tâm. Em đừng gọi tôi là thầy nữa. Vâng. Yeah.
cà phê ở đây ngon đấy nhỉ. Quả anh hết bao nhiêu tiền? Dạ vâng. Quả anh chị hết 50.000 à? 50.000 à? Lần sau anh chị lại đến à? Cảm ơn. Chào em. Ơ, em chào thầy. Thầy ngồi đi thầy. Lâu lắm rồi không gặp em. Vâng. Sao này em thế nào? Em đang làm thư ký cho văn phòng kiến trúc ở gần đây thầy ạ. Ơ, cho anh bạn trai em nhé. Vâng. Bọn em chưa thấy nhau rồi. Thôi chết. Tôi vô ý quá. Tôi xin lỗi. Không có gì đâu thầy. Đó chỉ là một trò chơi thôi mà. À, thế uống gì nhá. Ừ, cho tôi một ly đen nào. Vâng ạ. Tôi vừa gặp Tâm. Có tiến triển gì không thầy? Tôi đã bắt Tâm không được gọi tôi là thầy nữa rồi. Thế em có được gọi thế không thầy? Ừ, không được. Một chữ cũng là thầy, nửa chữ cũng là thầy nhá. Em sẽ cố gắng hết sức để giúp đỡ thầy. Tôi chẳng biết làm thế nào để tiếp cận Tâm. Nó là đứa trên mây trên gió. Thầy cứ phải lãng mạn một tí vào, phải lơ đãng một chút vào. Đây thầy khổ cứng quá. Tôi cũng không quen lắm. Từ trước tới giờ tôi chỉ biết đến công việc thôi. Bích đang trong giờ làm việc, không phải em cậy thế, thích làm thì làm, thích nghỉ thì nghỉ đâu. Em đã xin phép anh Minh rồi mà. Chào anh. Vâng, chào anh. Em đã xin phép anh chưa? Mặc dù anh chỉ là phó thôi, nhưng bọn anh ngang hàng nhau đấy. Đã như nhau thì có gì mà phải bàn. Xin phép anh thì cũng như xin phép anh Minh, mà xin phép anh Minh thì cũng như xin phép anh mà thôi. Em sao? Tôi có phiền hai người không? À, kệ anh ta thì à? Anh ta vốn hợp mực em từ trước mà. Chuyện tình thành hận. Thế mày đi đâu mà vào đây? Tao mệt quá. Tao vừa đi với sếp về. Chán, chả muốn về nhà. Uầy. Bên mày thì sướng rồi. Chẳng bù cho bên tao. Lúc nào cũng giấy tờ với cái máy tính này này. Ai bảo mày cứ thích đi theo chàng. Làm gì có chàng nào. Ê, thế dạo này mày có gặp thầy Thắng không? Có. Hôm trước tao vừa gặp ở trường. Thầy đưa tao phải thấy khó xử quá. Như thế nào? Ý? Thì ông ấy cứ bắt tao gọi bằng anh, không cho gọi bằng thầy nữa. Như thế đúng quá rồi còn gì. Thế mày còn muốn thế nào nữa? Nhưng mà tao vẫn cảm thấy ngại ngại. Thầy và trò yêu nhau thì có gì là sai đâu. Ơ, à, cái con này, mày hâm à? Ăn nói kiểu thế mới được à? Không ổn chút nào. Tao thấy mày nên quên cái ông Minh đi. Tao chỉ thèm có một người yêu tao như thầy Thắng yêu mày thôi. Ơ kìa, mày thèm thì đi mà lấy. Còn tao, tao không thèm. Thật không đây? Thật mà. Bích này. Ừ? Mày có thấy kẻ nào ngu ngốc đi khuyên người mình yêu
bao dung cho tình địch của mình chưa? Tao chưa thấy. Nhưng chắc chắn không phải là tao. Mày sao thế? Trông cái mặt mày kìa, lúc nào cũng ỉu xìu xìu. Anh đã làm em rất buồn. Nhiều đêm em không ngủ được. Em cứ nghĩ, không hiểu tại sao chuyện tình yêu của mình lại gặp trắc trở đến như thế. Tại sao anh lại xử sự như vậy với em? Anh xin lỗi, anh đâu có muốn thế. Nhưng mà thôi, anh xin lỗi, được chưa? Xin lỗi bằng cái giọng kể cả như vậy à? Em đừng cố chấp như vậy chứ. Em cũng phải cho anh chút công bằng chứ. Hai, chúng ta yêu nhau đã lâu rồi, chúng mình cưới nhau đi. Anh đang đùa hay thật lòng đấy? Anh muốn em làm vợ anh, em đồng ý không? Em đã hiểu câu nói này của anh suốt từ ngày về nước đến giờ. Anh xin lỗi, đáng nhẽ ra anh phải biết điều này sớm hơn. Có đúng không? Sao tự nhiên hôm qua ma xui quỷ khiến thế nào mà mình lại cầu hôn thế hả? Mời vào. Dạ. Có chuyện gì thế em? Dạ, em muốn xin phép anh là hôm nay cho em về sớm, vì chiều nay em có một cuộc hẹn quan trọng ạ. Thôi được rồi, em cứ về đi, cũng không có việc gì gấp. Nhưng mà nhớ được tắt máy nhé. Dạ vâng ạ, em xin phép. Ừ. Em chào anh ạ. Chào em. Dạo này công việc thế nào? Rỗi rãi thế. Vâng ạ, em qua kiểm tra quán một lát. À đây, anh thấy quán của em đông khách thế. Vâng, cũng bình thường thôi ạ. Mà anh đi có một mình thôi ạ? À không, anh đang chờ một người bạn. Vậy thôi, em xin phép không làm phiền anh nữa. Em chào anh.
Em có vẻ thích bản nhạc này nhỉ? Vâng ạ, em rất thích. Alo. Vâng, em đây ạ. Ngay bây giờ ấy ạ? Dạ, em đang chờ một người bạn. Vâng, em sẽ thu xếp. Vâng, em đi ngay đây ạ. Tâm này. Dạ. Anh nhờ em một việc được không? Vâng ạ. Có một người bạn đấy tìm anh. Em bảo hỏi chờ anh một lát nhé. Vâng ạ, anh yên tâm. Cảm ơn em. Chào anh. Xin chào. Xin chào. Thế các anh đã chuẩn bị hợp đồng và tài liệu chưa? Vâng ạ. Chúng tôi đã chuẩn bị rồi. Mời anh ngồi. Cậu cho anh xem đi. Anh vui lòng xem qua trước bản phác thảo. Vâng. Vâng, mời anh. Xong rồi. Cảm ơn anh. Anh có thể gửi hợp đồng qua mail cho tôi. Về nhà tôi sẽ xem chi tiết hơn. Được ạ. Bây giờ tôi lại có việc bận rồi. Vâng. Thế nhá. Đây là bản hợp đồng sơ bộ. Anh xem qua rồi ký giúp. Ok. Cơ bản như chúng ta đã thỏa thuận nhá. Vâng. Rất vui. Chúng ta sẽ gặp nhau sau. Vâng, chào anh. Chào anh. Anh dùng gì ạ? Cho tôi một đơn đá. Dạ. Vâng. Thank you.
Em ơi. Dạ. Chị Tâm đâu rồi em? Chị Tâm đi vắng rồi. Qua đi tìm anh không? Em cũng không rõ. Thế à? Thôi, anh về đi. Vâng, em chào. Ơ, chị Tâm. Anh Minh vừa tìm chị xong. Em thưởng chị về rồi. Chị đi vệ sinh rồi. Anh đếm ra gọi anh ấy lại nhá. Thôi, em cứ làm việc của mình đi. Ừ. Chà, sao mà khổ thế nhỉ? Mình đã làm cái trò ngớ ngẩn gì thế nhỉ? Em đang làm gì thế? Dạ, em chào anh ạ. Em đang sắp xếp lại hồ sơ thầu anh ạ. Ừ, chuẩn bị kỹ em nhé. Dạ vâng ạ. À này, em soạn cho anh cái hợp đồng với nội dung này. Dạ vâng ạ. Em làm luôn nhé, vì đối tác trưa nay sẽ đến đấy. Dạ vâng, xin phép. Văn phòng công ty kiến trúc Rubik. Rubik. Mười giờ rồi đấy, ta đi thôi nhỉ? Hay ông Rubik đi cùng đi. Tôi ghét làm việc của bọn xây dựng lắm. Ông này buồn cười thật đấy. Biết còn phải ở lại văn phòng để tiếp khách. Ông là phó giám đốc hay là thư ký đấy?
thì phó. Thôi được rồi, tôi đi cùng ông. Nhưng mà này, riêng chuyện bóng bàn là tôi nhường ông ấy. Tôi thích làm bọn nước ngoài thôi. Ừ, biết rồi. Anh có cần mang tài liệu đi không ạ? Thôi, không cần đâu em ạ. Dạ vâng ạ. Này, thôi, cứ gượm đã. Mình đến sớm quá, nó lại tưởng mình cần nó đấy. À mà làm việc bọn cấp thấp nó vậy đấy. Cấp thấp nhưng lại nhiều tiền, chàng kiến trúc sư đại tài ạ. Ông ấy dạo này có vẻ thiếu tỉnh táo đấy. Cứ cho là vậy đi. Đi. Có gì gọi điện cho anh nhé. Vâng. À mà tôi nhắc này, trong khi làm việc ông đừng tỏ ra khó chịu đấy nhé. Được rồi, ông yên tâm đi. Đây rồi. Ừ. Này, xem ai kìa. Ừ. Tâm. Tâm. À, anh Minh. Ừ. Sao anh đến muộn thế? Ừ. Sao em biết anh đến đây? Vì em là thư ký của anh Phú mà. À. Thảo nào. Thôi. Tình cờ thật đấy. Các anh theo em nhá. Anh Phú đang đợi đấy. Vào đi cậu. Ừ. Anh vào đi. Dạ thưa anh, công ty Rubik đã tới ạ. Ừ, em cho mời họ vào. Dạ vâng ạ. Mời các anh. À, chào anh. Xin chào. Anh dạ. Đã hẹn cậu mãi. Vâng, em xin lỗi. Em bận mấy việc ở công ty. À. Giới thiệu với anh, đây là Hiệp. Dạ. Phó giám đốc công ty em. Còn đây là anh Phú, giám đốc công ty Thiên Tinh. Rất vui mừng được biết cậu. Tôi đã nghe tên cậu trong giới kiến trúc. Vâng, rất vui được biết anh. Em đi tìm phòng anh mãi. May quá, gặp cô thư ký của anh. Lại là người quen. Mới tìm thấy đấy. Bên anh cũng cải cách rồi. Thủ tục của khách tới làm việc đơn giản lắm. Thế hai người quen nhau lâu chưa? Dạ, cũng mới quen thôi ạ. Dạ, anh có cần dùng gì không? Không, dạ. Ngồi đi. Em xin phép. Ta vào việc luôn anh nhỉ? Thế bên anh đã soạn thảo hợp đồng rồi chứ? À, đây. Hai chú xem qua đi. Như đã thỏa thuận, bên em sẽ là tàu chính, anh chỉ là tàu phụ thôi. Sao lại có thể như thế được ạ? Tuy bên em cũng có chức năng xây dựng, nhưng mà hồ sơ về năng lực lại không đủ. Làm sao để thắng thầu được ạ? Đương nhiên rồi, nhưng không phải là không có cách. Anh có dây ở sở thuế, các chú cứ yên tâm. Các chú muốn chứng thực năng lực bao nhiêu, anh cũng lo được hết. Không được, điều đó đồng nghĩa với việc chúng em phải chịu số thuế cao hơn à? Không hề. Bên thuế sẽ cho Rubik một tờ giấy xác nhận tài khoản khống. Còn tài khoản thật, khi kê khai sở thuế, của Rubik vẫn là con số thực. Thế tức là bọn em phải làm hồ sơ năng lực dự thầu giả. Chúng ta không lừa ai cả. Muốn làm ăn lớn thì phải liều. Sau đó chúng ta có thể kêu gọi đầu tư thêm cơ mà. Không liều thì cũng bắt được cọp lớn. Mà các chú cũng cần phải khẳng định thương hiệu của mình chứ. Vậy Thiên Tinh được lợi gì trong vụ làm ăn này? Thực ra vừa rồi anh bị một phốt chán quá. Em có nghe. Thực ra thì không phải anh không đủ năng lực, nhưng vì mảnh đất này ngày xưa là đất miếu, chủ thầu bắt bọn anh san phẳng cả mảnh đất xung quanh để xây khu vui chơi giải trí. Thế là ma mãnh quỷ quái ám công nhân suốt thời gian thi công, hết tai nạn nọ đến tai nạn kia. Nói chẳng ai tin. Giờ nó mang tiếng là không giữ uy tín. Ok, em hiểu rồi. Nhưng mặc dù thế, khi xảy ra sự cố thì có lẽ bên nào phải chịu trách nhiệm của bên đó chứ? Đương nhiên. Em xem qua rồi, chúng ta sẽ ký hợp đồng liên kết với nhau. Khoan đã. Chú cứ nói đi. Em có đôi điều đề nghị trong thỏa thuận ăn chia. Nếu như bên em đứng ra làm thầu chính thì đương nhiên bọn em phải chịu mọi vấn đề về pháp lý.
Và nếu xảy ra sự cố thì rõ ràng bọn em sẽ phải chịu tổn thất rất nặng nề. Liệu ăn chia 50-50 có phải là cách ăn chia đẹp không? Nhưng nếu đầu xuôi đuôi lọt thì hai cậu lại có thương hiệu. Thương hiệu của bọn em ấy, không phải là qua công trình này. Không phải vì làm vụ thầu này mà thương hiệu của bọn em sẽ lên. Thôi được rồi, 40-60 được chứ. Vụ này anh giúp các chú là chính. Thôi được, coi như mở đầu cho sự hợp tác của chúng ta. Anh ạ, thế nào anh? Công việc trôi chứ? Tốt. À, em biết không? Anh gặp Tâm ở văn phòng đấy. Gặp Tâm á? Đúng vậy, cho nên nó mới mù mẫm hết cả đầu óc đấy em ạ. Bị bọn kia ép cho 50-50 mà nó vẫn chịu đấy. Đâu có. Tại tôi nghĩ tiền bạc và công sức mình và họ bỏ ra là 50-50. Thậm chí họ tổ chức xây dựng còn vất vả hơn mình ấy chứ. Ông Tâm Thần à? Đúng là ngây thơ thật đấy. Thế ai trả tiền cho ông đi du học ở Anh nào? Ai trả tiền cho tôi đi học cao học nào? Ông lại cho là mấy cái thằng thợ xây dựng có giá trị kinh tế ngang với một kiến trúc sư à? Thôi thôi thôi, tôi biết rồi. Mà này, hả? Tôi thấy tài phú nó cứ thế nào ấy? Trông cứ đều đều ấy. Nhìn tướng hắn không ổn đâu. Ông cứ lắm chuyện. Thì tôi chỉ sợ hắn gây hại cho ông thôi. Ông Phú quen tôi có bố tôi, vuốt mặt thì cũng phải nể mũi chứ. Ui giời, rồi xem. Em thấy Hiệp nó cũng đúng đấy anh ạ. Với lại nếu có chuyện gì thì Tâm sẽ báo ngay cho mình đấy. À, anh định lợi dụng bạn em để làm gián điệp cho anh chứ gì? Dạ, không dám bà Trần à. Rõ là bà là sát, lừa mới chẳng biết. Thôi, hôm nay tôi mời cả phòng mình đi ăn trưa. Tôi ăn gì tôi chiều, nhá. Nhất trí. Đi thôi em. Hôm nay anh đã gửi hợp đồng cho bên Rubik chứ? Em biết rồi. Anh biết mấy tay này có ngon ăn. Thằng Minh thì có vẻ quân tử đồng, còn thằng Nhật khá lọc lõi đấy, vỏ quýt dày đã có móng tay nhọn. Anh thỏa thuận xong rồi. Tất nhiên là xong rồi. Chúc mừng chúng ta. Chúc mừng. Chà chà chà, có nhỉ. Trời đất, chuyện gì thế này? Vô tình hay cố ý đây? Em chào anh ạ. Thì em là thư ký của anh Phú mà. Có ai nghe thấy anh Minh nói gì không?
Anh ơi, quán em đóng cửa rồi anh ạ. Không sao, em cứ dọn đi. Vâng. À, em ơi, chị Tâm về rồi. Chị Tâm về rồi anh ạ. Lần trước anh đến, em cứ tưởng chị ấy về rồi. Hóa ra chị ấy trong nhà vệ sinh. Em đây. Dạ. Em có số điện thoại của chị Tâm không? Dạ có. Anh chờ em một lát. Đây anh ạ. Có cả số nhà nữa. Ừ, cảm ơn em. Vâng. Em dọn hàng đi. Anh về đây. Em chào anh. Alo ạ.